Sau khi ngân hàng nhà nước đưa ra liều thuốc mới cho thị trường vàng bằng cách bán vàng cho các ngân hàng thương mại nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới, biểu đồ giá vàng trong nước đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ mức đỉnh 92,4 triệu đồng một lượng, bốc hơi hơn 7 triệu đồng mỗi lượng sau ngày 29 tháng 5. Những thị trường vàng ở trong nước và đẩy giá vàng xuống và có thể tạo ra một cái bình ổn trên giá vàng trên thị trường. Cuối cùng thì ngân hàng nhà nước cũng đã chọn một cái giải pháp tôi thấy là phù hợp, và tôi tin chắc là đây là giải pháp phù hợp, một chắc chắn là như thế. Dự kiến từ 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ bán vàng miếng SJC cho các khách hàng cá nhân. Từ ngày 4 tháng 6 sẽ bán vàng từ 9 giờ sáng. Căn cứ giá mua vàng miếng từ ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ xác định và công bố giá bán vàng miếng SJC tại website và tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo thông tin ngân hàng nhà nước công bố chiều tối 2 tháng 6, cùng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, gọi tắt là công ty SJC, đã tham gia mua vàng từ ngân hàng nhà nước để bán trực tiếp tới người dân. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên về tình hình thị trường giá vàng, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu là chuyên gia tài chính ngân hàng quốc tế, viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cho rằng giá vàng trong thời gian tới có thể tiếp tục giảm, nhưng liệu có duy trì ở mức thấp hay không thì còn phải đợi thêm diễn biến trên thị trường vàng quốc tế và khả năng cung cấp vàng ra thị trường của ngân hàng nhà nước. Thì có thể là người dân cảm thấy rằng cái tình của thị trường vàng nó ổn định, và khi mà họ thấy rằng thị trường vàng ổn định thì có thể những người mà muốn ăn sổi, những người mà muốn mua nhanh chóng để bán ra và kiếm lời, có thể nó hạ nhiệt cái nhu cầu đó và có thể nó bình ổn cái thị trường vàng. Tuy nhiên cái điều đó không có gì bảo đảm là điều đó xảy ra. Khi mà người dân người ta thấy rằng cái giá vàng mà xuống thấp như thế, trong khi mà giá vàng trên thế giới tiếp tục tăng, theo dự báo của nhiều chuyên gia trên thế giới thì giá vàng trên thế giới vẫn ở trong trong cái xu hướng tăng, là tại vì Fed cho đến bây giờ vẫn giữ lãi suất cao, nhưng mà có thể trong quý 4 Fed sẽ giảm lãi suất, mà một khi giảm lãi suất thì cái giá trị của đồng đô la cũng giảm, và một khi giá trị của đồng đô la giảm thì nó sẽ đẩy cái giá vàng trên thế giới lên, mà nếu mà giá vàng trên thế giới mà được đẩy lên thì có thể giá vàng trong nước cũng sẽ theo cái xu hướng đó. Nhà nước bán vàng ra với cái giá thấp qua các ngân hàng thương mại, dĩ nhiên là nó tác động đến thị trường vàng ở trong nước và đẩy giá vàng xuống và có thể tạo ra một cái bình ổn trên giá vàng trên thị trường tại thời điểm này. Thế nhưng mà khi mà giá vàng trên thế giới mà tăng lên do cái chính sách tiền tệ của Fed thì bây giờ giá vàng trong nước có thể cũng sẽ theo. Thì bây giờ cần phải có những cái biện pháp nhiều hơn, khác hơn để có thể bình ổn được thị trường vàng. Cùng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền là giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng nhận định, mục tiêu hiện tại của ngân hàng nhà nước là đảm bảo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới không quá lớn. Trong thời gian đợi những điều chỉnh Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc bán vàng cho các ngân hàng thương mại dựa theo giá vàng quốc tế là một phương án mang tính ngắn hạn nhưng giúp đạt được mục tiêu ổn định thị trường trong nước. Như vậy thì với cái cách làm này, cung là sẽ tăng lên và ngân hàng nhà nước sẽ quyết định giá luôn. Đó, quyết định một cái mức giá là cái giá vàng trong nước nó tiệm cận với giá vàng thế giới. Cho nên là với cái cách làm này thì chắc chắn là giá vàng trong nước nó sẽ tiệm cận được với giá vàng thế giới. Và cái điều thứ hai là với cách làm này thì nó dẫn đến nó loại bỏ cái tâm lý là vàng sẽ tăng và người ta sẽ mua, như vậy thì cầu nó sẽ giảm, như vậy thì giá vàng trong nước là nó sẽ được ổn định như lại. Và tôi tin là đây là cách làm hiệu quả và phải nói là cái lựa chọn mà sáng suốt trong cái bối cảnh bây giờ. Sau công bố về phương án bình ổn thị trường mới, tốc độ giảm giá mua vàng miếng của các đơn vị nhanh chóng mặt, khiến giá mua vào thấp hơn bán ra lên đến 3 triệu đồng mỗi lượng. Với mức chênh lệch giá mua, giá bán cao như vậy, tiến sĩ Nguyễn Thế Hiếu nhận định
Thị trường vàng hiện tại còn đang nhiều rủi ro, người mua vàng cần phải cẩn trọng trong các giao dịch vàng tại thời điểm này. Cái việc mà giá mua và giá bán chênh lệch trên 3 triệu đồng có nghĩa là các nhà kinh doanh vàng họ đẩy cái rủi ro cho người mua vàng. Nếu mà nó chênh lệch đâu đó vào khoảng độ nửa triệu đồng thì điều đó hợp lý. Còn chênh lệch trên nửa triệu đồng lên tới 3 triệu đồng thì rõ ràng là cái rủi ro là nằm về phía người mua. Nhu cầu vàng ở trong nước hiện tại rất lớn, người ta đổ xô đi mua vàng khi người ta thấy rằng giá vàng tăng lên rất cao, tức tại thời điểm cách đây chỉ một vài tuần đã lên đến 92 triệu đồng, và người ta cảm thấy rằng vàng là cái nơi mà họ có thể sinh lời được rất nhanh, và chính vì vậy rất nhiều người đổ tiền vào vàng. Thế thì đó là cái mà xu hướng hiện tại. Thì nếu mà vàng mà có một cái giá rất thấp trong nước nhưng mà giá ngoài kia, giá trên thế giới nó vẫn tăng, và người dân người ta vẫn còn có cái kỳ vọng là giá vàng sẽ tăng, thì người ta sẽ đổ xô vào mua vàng trong lúc này. Và liệu rằng ngân hàng nhà nước có đủ vàng để mà bán cho dân hay không thì đó là một cái điều, một câu hỏi rất lớn. Mà nếu mà đủ mà có thể đáp ứng được bất cứ cái nhu cầu nào của người dân thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng sẽ bình ổn được thị trường vàng và có thể kéo giá vàng đến tiệm cận đến giá vàng thế giới. Nhưng mà nếu giả thử chứ trong trường hợp mà ngân hàng nhà nước không đủ lượng vàng để bán cho dân và dừng lại cái việc bán vàng cũng như đã dừng lại cái việc đấu thầu vàng, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái cố gắng đó có thể sẽ không đạt được cái mong muốn là bình ổn thị trường vàng và kéo giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước trong thời gian tới biến động tăng hay giảm sâu hơn, không những chịu tác động của những chính sách của ngân hàng nhà nước mà còn chờ diễn biến của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền cho rằng giá vàng thế giới sẽ không tiếp tục tăng cao. Nga, Ukraine rồi hết lộ, Israel với Hamas rồi gần đây là Iran rồi này kia, nó rất là nhiều cái biến động. Đây cho nên là thường thường cái tâm lý người dân bất ổn thì họ có xu hướng là họ sẽ giữ vàng. Đấy, cho nên á, nếu mà nói là đoán là giá vàng thế giới sẽ diễn biến như thế nào thì ý tôi muốn nói là nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những cái cuộc xung đột chiến tranh đó thì mình mới biết được là nó như thế nào. Đấy. Tuy nhiên thì tôi cũng có thể khẳng định một điều là nó có thể chắc chắn như thế này. Nghĩa là giá vàng thế giới thì cho dù nó có tăng đi chăng nữa thì nó sẽ không có tăng nhiều nữa, vì thời gian qua nó tăng quá cao rồi. Đó. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta xem về lịch sử giá vàng thì cứ mỗi một cái giai đoạn mà trải qua một cái chu kỳ khủng hoảng kinh tế thì giá vàng nó được xác lập ở một cái mức mới hết. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia kinh tế cùng đưa ra cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong các giao dịch vàng sắp tới. Lý do là thị trường vàng vẫn sẽ còn nhiều biến động. Đây là thị trường có khả năng sinh lời nhưng cũng nhiều rủi ro, đặc biệt khi ngân hàng nhà nước áp dụng phương thức bán vàng can thiệp trực tiếp. Chúng ta không nên xem vàng là một kênh đầu tư mà nó là một cái phương tiện cất giữ. Và chúng ta thấy rất rõ mỗi khi mà vàng mà có sự lệch pha hoặc là những trục trặc liên quan đến vàng thì chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước sẽ nhảy vào can thiệp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về thị trường vàng trong nước cũng như các thông tin thời sự khác trong các bản tin sau. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.